Gần như toàn bộ thành viên một đơn vị cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông phải cách ly trong 2 tuần sau khi hai đồng nghiệp nhiễm COVID-19, theo tin tờ báo South China Morning Post. Một trong hai cảnh sát có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 ngày 4 tháng 4. Hôm 31 tháng 3, cảnh sát này từng được triển khai đi xử lý một cuộc biểu tình tại ga xe lửa Prince Edward. Trường hợp thứ hai, một cảnh sát khác cùng đơn vị đã xác nhận nhiễm trước đó sau khi đến một quán bar ở khu vực được xem là ổ dịch COVID-19 ở Hồng Kông. Theo một người trong đơn vị, hai cảnh sát này đã dùng chung các vật dụng tại sở làm. Sau khi điều tra, Sở Y tế đã quyết định gửi khoảng 130 sĩ quan nam ở cùng đơn vị với hai sĩ quan kể trên đến khu vực cách ly càng sớm càng tốt để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Nguồn tin cho biết những nữ sĩ quan thuộc đơn vị không bị ảnh hưởng. Công việc giữ gìn an ninh ở khu vực Tây Cửu Long sẽ do các cảnh sát từ các quận khác tạm thay thế. Các khu vực ở Cửu Long nơi mà hai cảnh sát nhiễm COVID-19 từng đến đều được vệ sinh khử khuẩn. Đơn vị cảnh sát khu vực Tây Cửu Long cũng khuyến nghị tất cả cảnh sát thuộc đơn vị đi xét nghiệm COVID-19. Tính đến ngày 5 tháng 4, số ca mắc COVID-19 ở Hồng Kông đã tăng lên 862, trong đó có 4 trường hợp đã tử vong. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.